Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Phương Phúc. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 nha. Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ luôn. Thì chúc chị em trên toàn thế giới luôn. Và nói chung và nói riêng thì chị em ở cả đất nước Việt Nam mình luôn nha, có một ngày 8 tháng 3 thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Thì những anh mà có người yêu á, hoặc là vợ mình thì hôm nay cũng dành những gì tốt đẹp nhất cho người yêu cũng như vợ mình nha anh em. Thì hôm nay nhân cái ngày đặc biệt thì mình có tặng kem cho chị em phụ nữ. Nếu mà mua máy trong ngày hôm nay, mình sẽ tặng một cái nón bảo hiểm nha. Mình không có quà gì nhiều, tặng một cái nón bảo hiểm cho chị em phụ nữ thôi. Còn các bạn nam thì mình không có tặng nha. Đây nha anh chị em. Hôm nay thì mình sử dụng đã in rất nhiều mũ rồi để tặng ngày đặc biệt hôm nay. Đó. Nếu nào mà chị em phụ nữ nào mua ngày hôm nay thì đều được tặng quà nha. Mấy anh em trai thì không có được nha. Mấy anh em trai là mình không có tặng nha, chỉ tặng cho các bạn nữ hôm nay mua máy. Thì mình đã làm rất nhiều mũ cho hôm nay rồi. Đây là mỗi 4 cái là mình để dự giới thiệu cho anh em cái mẫu mũ của mình thôi nha. Rồi ok anh em, không dòng dài này nha. Đặc biệt anh em nào mà chị em phụ nữ mua điện thoại trong ngày hôm nay thì mình sẽ tặng một cái nón bảo hiểm rất là cứng cáp nha. Mình sẽ gói hàng chung bất kỳ một cái máy nào nha anh em. Hôm nay máy có cũng tặng, một 5-700 ngàn cũng tặng, và máy 2-3 triệu cũng tặng. Thì tặng một cái thôi nha anh em, một người một cái nha. Mình đã chuẩn bị rất là nhiều mũ rồi, nhưng mà trong clip này thì cũng có mười mấy mấy 20 máy thôi, nên là chỉ tặng hôm nay nhân ngày đặc biệt. Thì qua ngày hôm nay thì có những đợt tặng quà tiếp theo thì mình sẽ làm tiếp nha. Hôm nay thì ký quà vậy thôi, để chị em đi chơi có mũ đậu, có nón để mà đậu tránh công an nha, đỡ bị phạt cũng như bảo vệ cái đầu của mình. Rồi ok, thì clip hôm nay giới thiệu cho anh em một ít máy ạ. Con máy đầu tiên này là con Oppo Neo 7 nha anh chị em. Oppo Neo 7, máy thì riêng, con này chưa thay nên vo nó hơi xuất sắc nha. Lên nét lại cho anh em xem. Vo hơi xuất sắc, sườn còn đẹp nha, sườn thì thấy tạm ổn. 95-97, đây kính đẹp kem, đại giá cơ lực cho anh em rồi. Máy bán ra thì có ship code toàn quốc. Con này màn hình 5 inch nha, RAM 2, bộ nhớ 16, màn hình pin 2400. Này cái này là máy nội địa anh em, nên là nó có RAM 2GB luôn, nó rất là mạnh hơn cái con kia, con Việt Nam. Đây, RAM 2 16 này. Ok, con này để anh em giá của nó là 780 ngàn, 780 ngàn kèm sạc. Và chị em phụ nữ hoặc là nói chung là phụ nữ mua thì có kèm theo nón bảo hiểm tặng theo nhân ngày hôm nay ha. Tiếp theo là con Oppo A5 2020, máy keng tầm 9900. Oppo A5 2020, máy màu trắng đẹp 99, kem sạc ben luôn, kính đại giác cơ lực cho anh em rồi. Con này là màn hình 6.5 inch, RAM 3, bộ nhớ 64, pin 5000, rất đẹp nha anh em. Máy đây nhìn là yêu ngay thực sự luôn, RAM 3, 64, máy kem sạc ben luôn, nguyên zin, bao đẹp, bao full chức năng, RAM 3, chip Snapdragon 665, 64GB. Máy nói chung là hoàn hảo mọi chức năng, khỏi phải lăn tăn con máy này rồi. Chức năng rất ok nha anh em. Anh em 2020 để anh em giá 2.6 triệu nha. Con này 2.6 triệu, kẹp sạc dán kính cho anh em đầy đủ, máy đẹp keng 99, có sạc đồ đầy đủ cho anh em. Tiếp theo là một con Oppo A37, máy thay vỏ đẹp keng. Đó, thay vỏ keng sạc ben luôn, như máy mới luôn anh em. Đó là dính mực, đẹp, rất đẹp nha anh em. Nói chung là mới như mới luôn, tự thay vỏ mới rồi. Kính là có vài cọng lông mèo. Đó, kính vài cọng lông mèo. Đó, màn sáng đẹp nha. Bật hết độ sáng cho anh em xem. Đó, màn sáng đẹp, có vài cọng lông mèo trên màn hình. Nhẹ thôi, không đáng kể. Chức năng là 3 full. 3 full chức năng cho anh em nha. Oppo A37, màn hình 5 inch, RAM 2, bộ nhớ 16, pin con này là 2630. Đây, A37, RAM 2 16GB. Kính có lông mèo nhẹ. Đó, máy thì chuẩn chỉnh luôn. Con này để anh em giá 1.050.000 nha. 1050. Lưng sau thì mới thay mới rồi. 1050.
Tiếp theo con máy thứ tư là con Vivo i11. Vivo i1 vỏ sâu thì đẹp tầm 97. Màn thì đại dáng cường lực. Coi thử có ken không? Ken anh em, đại dáng cường lực rồi. Sườn đẹp nha. Ngay đây thì nhưng mà ngay đây thì có rìa rìa nhị nhị này. Ngay đây là có cắn xước nhị nhị. Đó, quay kỹ cho anh em xem. Đỡ mấy công mấy lòng ha. Rồi trước ưng là quật quốc thôi, còn này là đẹp nha, lưng đẹp nha. Con này RAM 3 bộ nhớ 32 nha anh em, màn hình 6.35, pin 5000. Đó, máy này hiển thị cực sắc nét nha. Vivo 1906 là i11 đó anh em. RAM 3 bộ nhớ 32. Chức năng full, đầy đủ chức năng. Con này để anh em giá 1750 nha. 1750. Kèm sạc và dán cường lực cho anh em rồi. Ok. Chỉ việc bỏ sim vào xài máy 2 sim. Tiếp theo, con máy thứ năm là con Oppo A5s. Oppo A5s, máy này thì vỏ sâu có xuất sắc nhẹ. Đây đẹp keng, đây xuất sắc nhẹ gấp đôi. Kính cam đẹp. Sườn ok. Con này cũng RAM 3 bộ nhớ 32 nha anh em. Màn hình 6.2, pin con này là 4230, cũng cực là trâu. Màn thì kính hiển thị sắc đẹp, không có xuất sắc. Máy cực đẹp luôn. Wi-Fi cực mạnh nha. Oppo A5s RAM 3 bộ nhớ 32. Con này ra đi cho anh em giá 1750. 175. Kèm sạc và dán cường lực cho anh em trước khi gửi máy. Máy chuẩn công ty Oppo luôn. Và tiếp theo có một con máy tính bảng cùi bắp. Nói là cùi bắp để anh em xài YouTube nha. Để anh em xem YouTube. Máy đẹp tầm 97-98. Sạc xước đầy đủ nha anh em nha. Kính thì đại dáng miếng keo, không hết xước, đẹp, kính đẹp chính chính. Đó, YouTube thì xài thoải mái nha anh em. Để mình mở YouTube coi. Con này RAM 1 bộ nhớ 8GB thôi nha. Để mình kết nối Wi-Fi nha. YouTube nha anh em. Nói chung là xem YouTube cũng ok. Tab A cho. Con này đến rẻ cho anh em thôi, đều nhèo. Mua về để xem YouTube này nọ cho vui. 590.000 anh em. 590.000 nha. Vẫn tặng mũ nha. Chị em phụ nữ mua là tặng mũ luôn. Ok. Rồi, tiếp theo cho anh em là con đi. Oppo A91 đi, mấy đời cao cấp này nè. Oppo A91 con này trên đánh giá coi. Vỏ sâu là có xước sát nhẹ do xài ấp lưng anh em. Chứ con này mẫu mới ra nha, A91. Vỏ sâu thì xước nhẹ thôi, nói chung là có răng do xài ấp lưng này. Không dán, nếu dán là keng luôn. Kính thì có dán cường lực nên là nó sẽ đẹp keng cho anh em nha. Kính này, mình lột miếng kính cường lực cũ ra. Đó, không một vết xước luôn anh em. Cực đẹp. A91. Con này thì RAM 8 anh em. RAM 8 bộ nhớ 128 luôn anh em. Màn hình này 6.4, pin con này là 4025. Máy thì sườn xước ok, máy nguyên zin. Lưng sau thì đẹp 95 thôi, đánh giá 95 thôi. Kính thì 99.9. Kính 99 RAM 8 bộ nhớ 128. Oppo A91. Mấy đời cao, anh em cứ theo dõi lên Google chat sẽ biết ngay. Đó, máy thì cực mạnh luôn, RAM 8GB. Camera siêu nét, khỏi phải chê. Quá là nét luôn, rõ nét. Ok nha anh em, Oppo A91. Máy cực đẹp. Giá để anh em là 3750 nha. 375. 3.750.000. Kèm sạc, dán cường lực lại cho anh em luôn. Đó, đẹp như clip mình quay rồi nha. 375. Tiếp theo cho anh em là con Realme C11. Máy nguyên bản công ty luôn. Realme C11 dòng mới ra của Realme. Có cái lưng Doraemon kèm cho anh em luôn. Đó, rất là dễ thương ha. Con này màn hình 6.5 nha. RAM 2 bộ nhớ 32, pin 5000. Máy đánh giá đẹp 99%. Kính đại dáng cường lực. Lưng sau màu xám đen.
Camera thì giống như iPhone 11 rồi. Đó, máy cực đẹp luôn. Không có gì phải chê nữa. Máy quá là đẹp. Realme C11 mẫu mới ra. Màn sáng đẹp, RAM 232. Con này là bảo hành công ty còn chắc luôn. Nhưng mình chưa chết. Đó. Realme C11 nha anh em. Con này ra đi anh em giá 185 nha. 1850. Máy đẹp 99.9% luôn. Top lưng cho anh em luôn và kèm sạc đầy đủ trước khi gửi máy. Không một cái điểm chê nào hết nha. Tiếp đến cho là một em Ri 4 core, máy có thôi. Em này để đánh giá máy có, máy ring chưa thay thế. Vỏ sơ sườn xeo xước này. Ngay đây đẹp ha. Còn có những cái góc xước sát do xài lâu ngày. Nó sẽ mòn theo thời gian. Lưng xeo thì xước sát này, nhâm này. Anh em nào muốn ngon thì dán keo nhám lại cái mặt này đẹp. Đó. Kính sau, kính trước, cái màn kính của con Ri 4 Core thì đánh giá là đẹp, 98, có một hai vết rìa rìa nhẹ. Đó, do là chủ trước xài cũng chưa có dán cường lực nên nó xước nhẹ thôi, đánh giá tầm 97. Samsung Ri 4 Core, máy đẹp nguyên bản. Đó, chức năng ok nha. Ri 410. Full chức năng. Con này RAM 1 bộ nhớ 16, màn hình 6 inch, pin 3300. Và ra đi cho anh em giá 1.500.000. 1050. Lưng hơi xấu xấu thôi, còn kính thì bao đẹp rồi. Đó, rất ok. Tiếp theo là một em Oppo F1S. Con này thay vỏ sau. Nắp sau đã thay mới như keng luôn. Keng xà beng luôn. Kính thì đã dán cường lực rồi, máy đẹp, kính đẹp, lưng đẹp. Đó, sáng cho anh em coi dễ coi, đó màn sáng đẹp nha anh em. F1S RAM 3 bộ nhớ 32. Màn này là màn ring. RAM 3 bộ nhớ 32, F1S. Màn hình con này 5.5 nha anh em, pin thì 3.3075. Máy full chức năng. Đó, wifi rồi là cực mạnh luôn. Rồi, em này ra đi cho anh em. F1S máy đẹp như này nha. 1450, 1.450.000. Máy đẹp luôn anh em. Tiếp theo là một con Samsung Ri 7 Pro. Màn trước thay, vỏ heo thay mới. Màu xanh nhạt. Màn hình 5.5, RAM 332. Pin con này là 3600. Máy thì không có điểm chê nào hết nha. Máy thì máy thay màn, nhưng mà màn rất là mướt, xài chuẩn luôn. Để mở nguồn lên xíu nha anh em. Màn sáng cực đẹp nha anh em. Đó, chuẩn nha, không phải màn tào lao đâu. Chức năng full Ri 7 Pro, RAM 332. Dùng bỏ sim là xài thôi anh em. Full chức năng. Ok, con này để em giá 1.700.000 nha. 1.700.000 kèm sạc dán kính luôn. Tiếp theo cho anh em là con A750 bản hàng, máy đẹp 99. Này lưng sau này. Kính này. Không hề có vết xước. Đẹp 99 là anh em biết rồi. Màn hình 6 inch, RAM 4, bộ nhớ 64. Pin 3300. Pin 3300 nha anh em. Mọi chức năng full nha. A7 máy ring ken đẹp 99. Rồi con này ra đi anh em giá 2.600.000 nha. 2.600.000 kèm sạc và sẽ dán kính lại cho anh em. Samsung A9 máy đẹp 9798, màu hồng hồng đỏ đỏ. Đó, màn hình 6.3, RAM 6, bộ nhớ 128, pin 3000. Máy thì đẹp tầm 9798 nguyên zin. A9218. Ok nha anh em. Máy cực đẹp ha. Con này ra đi cho anh em giá 3.400.000 nha. 3.400.000.
em sạc và sẽ dán kính lại cho anh em luôn. Một con Samsung A51. Cái này thì kính camera có một vài vết xước nhẹ ở đây, không đáng kể, nó xước ngay chỗ góc thôi. Lưng sao đánh giá đẹp tầm người ta có vết chóc bên đen này. A51 nha nè. Kính bao đẹp, nhưng mà ngay đây có rìa góc nhẹ, một vết rìa nhẹ nha, ngay đây kiểu như nứt nhẹ, một góc rất là nhẹ, cực nhẹ ngay đây. Cái này dán biến cường lực full là bao xài luôn, khỏi phải ép kính lại nha nè. Đây này, còn thử cho anh em thấy coi. Đây, không đáng kể, mình bao đẹp luôn đó. Kính này là cực đẹp luôn, mà nó rìa một xíu đó nên bán giá cực rẻ cho anh em. Chức năng ok nha, wifi được cấp rất là mạnh. Thông tin A51. Rồi, con này anh em nào mà ưng thì alo cho mình nha. Số điện thoại đặt hàng thì vẫn là 0355 356 356. À, cọc trước 100 tới 200 ngàn thì theo. Cho dòng máy dưới 1 triệu thì 50 ngàn. Còn trên đó thì nó sẽ cao tiền hơn nha anh em. Cọc cao hơn tí. Mình gửi nha. Tiền cọc nữa trừ vào tiền máy lúc nhận hàng. Con A51 này mình để anh em giá 3590. 3 triệu 590 ngàn. Samsung A51. Đó, rỉa tí góc rồi thôi. Bán rẻ cho anh em luôn. Và mình sẽ dán cường lực cho anh em. Dán miếng full cho anh em luôn. Đặc biệt con này mình sẽ dán một miếng full tặng anh em. Đó, tặng luôn, là cái miếng này gần như không thấy luôn. Đó, là như mấy riêng. Ok, em biết hết ra. Ok nha anh em. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Cũng nhân ngày quốc tế phụ nữ, cuối clip mình xin chúc chị em phụ nữ có một năm, có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, người thân ha. Thân ái chào cả nhà. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh của mình nha anh em. Xin chào cả nhà, hẹn anh em clip ngày mai.